mang nó cho nó phân hủy, còn cái này là mùi cưa tự nhiên nó đã phân hủy sẵn rồi, nên mình chỉ cần cho phụ gia vô, cho cái phụ mì vô để trộn nó thôi. Thì đây là cách đơn giản nhất để các bạn làm mát, đối với những bạn nào mới chơi các bạn có thể sử dụng cám gạo thay vì bột mì thì nó sẽ nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nhưng mà cái đó thì rất là khó làm, thì cái loại mà cám đó, cám gạo đó, thì nó rất là dễ bị lên men, nó dễ bị hư, nên là tỷ lệ thành công của cái loại cám gạo đó, nó rất là khó khăn. Nên mình sử dụng bột mì để trộn để cho đơn giản, cũng như là dễ làm nữa. Thank you.
siêu là cái gỗ mà có mùi nấm đó, thì những con ấu trùng kẹp kẹp nó rất là thích. Ok, xong đây, các bạn bỏ vô cái bao như thế này, sau đó buộc chặt cái miệng lại, rồi ủ trong vòng 1 tuần đến 3 tuần ha, để cho cái thấu hết trong từng cái miếng gỗ. Sau đó các bạn lấy ra cho nó ăn là ok. Và từ 1 tuần rưỡi á, có 1 tuần rưỡi là các bạn trộn lên lần để cho cái không khí nó được chảy đều. Và bây giờ mình sẽ buộc cái miệng bao lại. Mình sẽ dọn cái đống cái bãi chiến trường này, nó không nó hồi mẹ mình lên mẹ mình chửi nữa. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.